ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ năm ngày 4 tháng 4. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Bắt đầu ngay với mặt trận Zaporizhia, vì chúng ta có một động tính khá thú vị đến từ quân đội Nga. Trong hôm qua thì quân đội Ukraine đã thực hiện rất nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái ở phạm vi Chistopolia, Rive và Kobani. Vì thế mình đưa ra suy đoán rằng có thể người Ukraine đã nhận được thông tin tình báo kiểu như quân đội Nga đang dồn rất nhiều lực lượng về khu vực này để tới đây. Người Nga kích hoạt một chiến dịch nhắm đến việc chia cắt tuyến đường giao thông nối liền Robotyne với Novodanilivka. Do đó, quân Ukraine mới vội vã tấn công để tìm kiếm cơ hội ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm kế hoạch này. Hiện tại thì chúng ta chưa có thông tin gì mới, nhưng dựa vào tần suất các đợt tấn công của quân đội Ukraine thì chúng ta hoàn toàn có thể suy luận ra điều này. Di chuyển đến Nam Donetsk, đó là ngày thứ 3 liên tiếp chúng ta nhận được video ở vùng Voleda. Quân đội Nga tiếp tục dội hỏa lực vào khu định cư này bằng tên lửa phóng loạt hoặc là hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS. Vậy có vẻ như người Nga đang thực sự có ý định mở một chiến dịch mới nhắm vào Voleda. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu kết cục khu định cư này có mối liên kết cực kỳ chặt chẽ với hai khu định cư khác ở phía bắc là Konstantinivka và Novomikhailivka. Trong khoảng từ 24 đến 36 giờ qua, có rất nhiều cập nhật mới được đưa lên. Và tin tức quan trọng nhất sẽ đến từ khu định cư nhỏ nằm ở giữa hai thị trấn lớn hơn có tên Barakovsvka. Cả hai phe đều đưa lên những video với nội dung là các đợt tấn công nhắm vào cây cầu ở khu định cư này của quân đội Nga. Đây là cây cầu thuộc tuyến đường tiếp tế mà trước đó quân đội Ukraine đã sử dụng để đưa lực lượng của họ tới Novomikhailivka. Với việc cây cầu hiện giờ đã bị phá hủy thì có thể nói khả năng hậu cần của người Ukraine đã bị giảm tới mức tối thiểu. Trong hôm qua thì chúng ta cũng đã được xem một video với nội dung tương tự như thế này và cùng thảo luận về nó. Lúc đó thì câu hỏi của chúng ta đặt ra là quân đội Nga đã sử dụng loại vũ khí gì để nhắm vào cây cầu? Có nguồn tin nói đó là tên lửa, cũng có nguồn tin thì nói rằng đó là bom FBB. Tuy nhiên, đến hôm nay chúng ta nhận được video tiếp theo này với chất lượng cao hơn thì đã có thể xác định được rằng không phải tên lửa, cũng không phải bom FBB mà nó chỉ là những viên đạn pháo 220mm thông thường của quân Nga mà thôi. Dù sao thì đây cũng là loại đạn pháo với kích cỡ lớn nhất mà người Nga đang sở hữu. Thêm một điều quan trọng nữa là đây không phải là một cây cầu bình thường mà nó chỉ là một cây cầu phao mà thôi. Tức là quân đội Ukraine hoàn toàn có thể sửa chữa nó để sử dụng lại như bình thường. Nhưng mình nghĩ hiện nó cũng sẽ không có đủ khả năng để làm điều này vì họ sẽ bị pháo binh Nga tiêu diệt ngay lập tức nếu dám bén mảng đến gần cây cầu. Tổng kết lại, cung đường tiếp tế phía bắc của quân đội Ukraine dẫn từ Konstantinivka, Fraskovka đến Novomikhailivka đã bị quân đội Nga cắt đứt hoàn toàn. Nhắc đến Novomikhailivka, trong hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được một video liên quan đến đợt tấn công từ phía nông trại nhắm vào khu dân cư này của quân đội Nga. Người Nga đã sử dụng rất nhiều xe tăng cùng với thiết giáp chở quân trong lần này. Chỉ tính riêng khung hình này thì mình đã đếm được tới 6 chiếc. Tuy nhiên, vì video này được đăng tải từ phía quân đội Ukraine, cho nên chúng ta cũng không thể mong chờ sẽ được chứng kiến quá nhiều thứ, ví dụ như là các bước tiến của quân Nga. Hầu hết, những chiếc thiết giáp trong video đều đã bị hỏng hóc nặng hoặc là bị phá hủy. Dù sao thì điểm xa nhất quân đội Nga tiếp cận được mà mình xác định được trong video này là ở chính xác hàng cây này. Do đó ta có thể khẳng định 100% rằng lực lượng Nga vào lúc đó đã tiến vào bên trong khu dân cư. Nhưng đối với toàn bộ phần còn lại của khu dân cư này thì ta lại chưa có bất kỳ một video nào để có thể xác định xem người Nga đã tiến sâu tới đâu, dù rằng rất nhiều mapper đều đã cập nhật hệ thống bản đồ của họ cho thấy toàn bộ khu dân cư đã thuộc về quân đội Nga. Đó chính là lý do sẽ tạm thời giữ khu vực này là vùng xám, bất chấp các mapper có đưa cập nhật gì lên đi chăng nữa. Một vài thú vị tiếp theo đến từ khu vực phía tây nam Novomikhailivka. Nếu như bạn còn nhớ, trong bản cập nhật lần trước chúng ta đã cùng thảo luận về một đợt tấn công của quân đội Nga từ hướng này và đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một vùng như mình đang vạch ra. Với lợi thế mới này, người Nga ngay lập tức đã tận dụng nó bằng cách thực hiện những đợt dội hỏa lực xa hơn nhắm vào hàng cây ở phía tây này, cũng như nhắm trực tiếp vào địa điểm này ở bên trong khu định cư. Video này cho chúng ta thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào một ngôi nhà. Đây có thể là điểm ẩn nấp của lính vận hành máy bay không người lái hoặc là tên lửa chống tăng gì đó. Dù sao thì toàn bộ ngôi nhà cũng đã bị phá hủy. Ít hay nhiều thì cũng sẽ làm dịu bớt áp lực lên quân đội Nga ở khu vực xung quanh. Chưa thể biết người Nga có muốn đánh luôn về hướng này hay không.
Điều này thực ra cũng không quan trọng vì họ tiến công vào lúc nào thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Video tiếp theo là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào hàng cây này. Trên thực tế, hàng cây này có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với việc lực lượng Nga ở đây di chuyển lên phía trên để đánh vào Novomikhailivka. Vì vốn dĩ, họ gần như đã giải quyết xong xuôi khu định cư này. Do đó, việc mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía bên dưới lên thêm một vùng như thế này bao gồm cả hàng cây, để từ đó làm tiền đề cho việc đánh sập phòng tuyến Ukraine ở đây là điều quan trọng hơn cả. Ở Tây Konstantinivka, chúng ta ghi nhận một video, đấy có thể là một địa điểm tập hợp lực lượng hoặc là do một kho đạn gì đó của quân đội Ukraine. Nó đã bị quân đội Nga phát hiện ra và sau đó bị dội hỏa lực vào và như bạn có thể thấy, toàn bộ ngôi nhà đã bị bốc cháy. Đối với khu vực phía bắc Novomikhailivka thì hiện giờ chúng đang bị máy bay không người lái cùng với UAV cảm tử Lancet của quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Video này là một chiếc thiết giáp chở quân đang di chuyển về phía các vị trí của lực lượng Ukraine thì đã bị máy bay không người lái lao vào phá hủy. Tổng kết lại, chúng ta có vẻ đang ở trong giai đoạn mà hoạt động quân sự của cả hai phe ở mặt trận này được đẩy lên mức cao nhất. Trong các bản cập nhật trước thì mình có nói rằng, mình đoán trong thứ tư, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa ra thông báo cho biết lực lượng đã thành công chiếm đóng hoàn toàn Novomikhailivka. Tuy nhiên đến giờ thì chúng ta vẫn chưa nhận được gì. Dù sao thì mình nghĩ nó cũng sẽ đến rất sớm thôi. Không phải là thứ tư thì sẽ là trong tuần này. Di chuyển đến tiền tuyến Adiska, trong hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều tin tức mới ở phạm vi cánh đồng phía tây Turankev. Đây chính là khu vực mà quân đội Nga đã thực hiện một đợt tấn công quy mô cực kỳ lớn với gần 50 chiếc xe bọc thép. Ta đã cùng thảo luận rất nhiều về đợt tấn công này. Cả hai phía cũng liên tục đưa lên thêm các thông tin. Có tin tức thì cho biết rất nhiều xe bọc thép của quân đội Nga đã bị phá hủy, nhưng cũng có tin tức thông báo người Nga đã thành công xuyên thủng khu vực này và đạt được mục tiêu họ mong muốn. Nhiều mapper cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ để thể hiện những bước tiến mới của quân Nga, dù rằng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có video xác minh nào. Video này ở Umanske thì chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước. Đây là một đợt phản công của quân đội Ukraine, nhưng đã bị đẩy lùi. Thực ra nói là bị đẩy lùi thì cũng không hẳn. Lực lượng Ukraine trong quá trình di chuyển bỗng nhiên dừng lại và quyết định là không phản công nữa. Họ quay đầu ngược về khu định cư, tuy nhiên một chiếc thiết giáp chở quân thì đã đi vào mìn và phát nổ. Lữ đoàn không phận số 25 của quân đội Ukraine gần đây được điều động đến khu vực này đã tiếp tục đưa lên một vài video mới. Video này là một đợt tấn công bằng máy bay không người lái của họ nhắm vào một chiếc xe tăng của quân đội Nga, khi đó đang di chuyển dọc theo hàng cây. Dựa vào video này thì có khả năng rất cao là quân đội Nga đã chiếm được hàng cây ở đây, cũng là hàng cây cuối cùng, hàng rào phòng thủ cuối cùng của quân đội Ukraine ở trước Umanske. Do đó có thể chúng ta sẽ cần phải thay đổi lại hệ thống bản đồ để thể hiện rằng hàng cây này giờ đã nằm hoàn toàn trong tay người Nga. Vậy quân đội Nga định làm gì tiếp theo và họ đang làm gì vào lúc này? Phòng tuyến cuối cùng của quân đội Ukraine tại mặt trận này là Umanske, Yavnoprodivka, Netalove và Bovomanske. Nếu như quân đội Nga giành lấy hết những khu định cư này, khả năng cao là họ thực sự sẽ làm được trong tương lai. Thì họ sẽ mở ra một thứ mà mình thường hay nhắc đến, chính là khoảng trống tác chiến. Cùng tính toán một chút, toàn bộ chiều dài của đường kẻ mình vừa vạch ra là rơi vào khoảng hơn 14 km. Nếu như người Nga chiếm được toàn bộ vùng lãnh thổ ở bên trong đường kẻ thì họ sẽ có thể đưa cực kỳ nhiều lực lượng đến đây. Đối với quân đội Ukraine thì sao? Khả năng cao phòng tuyến tiếp theo mà họ lùi về và dựa vào sẽ là Ocheretine, Novobokrovskoye, Novoslivka Bersa, Mehove, Skuche, Bể Chứa Đức Khalivka, Khalivka, Halisinivka và cuối cùng có thể sẽ là Krasnohorivka. Nếu như thế thì chiều dài tuyến đường của người Ukraine sẽ rơi vào khoảng 34 km, nhiều gấp 2,5 lần chiều dài tiền tuyến của quân đội Nga, chính là đường kẻ mình vừa vạch ra. Trong trường hợp quân đội Nga thực sự chiếm được cả 4 khu định cư vừa nãy mình nhắc đến, thì quân đội Ukraine sẽ buộc phải dàn trải lực lượng ra khắp 34 km tiền tuyến của họ vì họ không thể biết quân Nga sẽ đánh vào đâu. Người Nga có thể đánh vào Novoselivka Bersa, cũng có thể đánh vào hồ chứa nước ở đằng trước, cũng có thể đi xuống phía dưới đánh vào Krasnohorivka. Nói chung là quân đội Nga sẽ được chọn là họ sẽ đánh vào đâu, còn quân đội Ukraine thì sẽ không được chọn khu vực mà họ tập hợp lực lượng. Người Ukraine sẽ phải dàn trải quân số ra khắp tiền tuyến, giả sử họ chỉ dồn về mỗi Khalivka, rõ ràng quân Nga sẽ đánh lên Novoselivka, Bersa hoặc là Ocheretine. Còn nếu như quân binh Ukraine chỉ tập trung ở mỗi khu vực phía Bắc thì rõ ràng người Nga sẽ đánh xuống dưới phía Nam, nhắm vào Krasnohorivka. Tổng kết lại, khả năng cao là quân đội Ukraine sẽ cần nhiều lực lượng hơn quân đội Nga ở tiền tuyến Adiska trong thời gian tới. Tất nhiên, khoảng trống tác chiến chỉ có thể đem lại lợi thế cho người Nga,
trong khoảng từ 1 đến 3 ngày vì từng này thời gian là đủ để cho quân binh Ukraine di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Tuy nhiên, ai mà biết được, trong một cuộc chiến, chỉ vài giờ đồng hồ có thể tạo ra sự khác biệt. Giờ thì chúng ta sẽ nói về Berdychi. Đây là khả năng cao sẽ là khu định cư quan trọng nhất trong 24 giờ qua. Trong 24 giờ qua, mình cũng đã chắc hẳn bạn cũng đã xem được rất nhiều tin tức từ các kênh tin trung lập, tin cậy, đáng tin cậy, thân Nga cho đến thân Ukraine liên quan đến khu định cư này. Ngoài ra còn có sự thay đổi hệ thống bản đồ của các mapper cho thấy toàn bộ Berdychi hiện đều đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Vậy người Nga đã xuyên thủng phòng tuyến ở đây và chiếm nốt tuyến phố này của khu định cư. Hiện tại thì mình không thể nói cho bạn biết là người Nga có thực sự chiếm đóng toàn bộ khu định cư này hay không. Mình chỉ có thể cung cấp thêm cho bạn một thông tin rằng những mapper đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ chỉ dựa lên một video duy nhất, chính là video này. Hãy cùng thảo luận về video này ký một chút và mình sẽ chia sẻ cho các bạn sự nghi ngờ của mình cũng như lý do vì sao lại chưa cập nhật hệ thống bản đồ giống như những mapper khác. Đầu tiên, video này được đăng tải từ phía quân đội Ukraine và chiếc máy bay không người lái ghi hình cũng là của họ. Điều thứ hai, góc ở trên bên trái của video này có một dòng chữ bằng tiếng Ukraine và nó có nghĩa là công việc của BM-21 Grass nằm trong các vị trí quân đội Nga ở khu vực ngoại ô phía nam Berdychi. Nhờ có dòng chữ này mà video này đã được xác minh vị trí sau đó. Đợt tấn công được thực hiện ở chính xác các địa điểm này trên hệ thống bản đồ. Dựa vào dòng chữ này mà các mapper cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ của riêng họ, sau đó đưa ra thông báo. Vậy điều mình nghi ngờ ở đây là gì? Thứ nhất, việc quân đội Nga xuyên thủng được phòng tuyến quân Ukraine ở đây và chiếm đóng toàn bộ dãy phố này trong một khoảng thời gian quá ngắn và điều đó rất khó tin. Thứ hai, thông báo này được đưa lên một cách quá bất ngờ khi chúng ta không lường trước được việc này. Thứ ba, nếu như theo những hoàn cảnh thông thường để có thể xác định rằng quân đội Nga chiếm được hoàn toàn dãy phố này thì đầu tiên chúng ta phải nhận được video xác minh ở đây, rồi sau đó ở đây chẳng hạn, rồi cuối cùng mới được đưa đến đây. Đây là logic rất dễ hiểu của người Nga phải tiến công và mở rộng phạm vi kiểm soát từng chút một. Nếu như không tính hôm nay thì tin tức gần nhất chúng ta có ở khu vực này của Berdychi đã là từ hơn 2 tuần trước khi quân đội Nga chiếm được giao lộ này. Sau đó thì có một chiếc Bradley di chuyển tới và ná đạn vào các căn nhà ở một khoảng cách rất gần. Lúc đó thì người Nga mới chỉ đang dừng ở giao lộ mà bỗng nhiên đến hôm nay thì đột ngột họ đã có mặt ở tận đây. Đó là lý do vì sao mình lại nghi ngờ vào video vừa rồi của quân đội Ukraine. Khi video này được đưa lên thì có một vài kênh tin thân Nga chuyên đi xác minh vị trí của các video cũng đã để lại một vài ý kiến của họ. Họ cho rằng bên đăng tải video này lên có vẻ như đã có sự nhầm lẫn vì họ cho rằng đây phải là một đợt dụ hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine chứ không phải là quân đội Ukraine dụ hỏa lực vào quân Nga. Sau đó thì mình cũng đã ngồi xem kỹ video này một chút và dây thứ 7 của video này chính là khung hình khiến cho mình cảm thấy nghi ngờ. Bạn hãy nhìn kỹ, ở ngay con trỏ chuột mình đang chỉ vào có một vết khói nhỏ, đây chính là vệt khói mà các quả tên lửa phóng loạt. Và để ý vào hướng của vệt khói, chúng ta không cần phải là một chuyên gia toán học cũng như không cần phải tính toán quá nhiều. Nhìn về đằng xa ở đường chân trời của video chính là Adiska. Những quả tên lửa này chính xác đã được phóng sinh từ một bệ phóng nào đó bên trong thành phố. Vậy ta có thể đưa ra kết luận rằng đây là một đợt dụ hỏa lực bằng tên lửa phóng loạt của quân đội Nga chứ không phải là quân đội Ukraine. Nếu như đúng như những dòng chữ trong video ghi thì đây là người Nga tự công kích chính quân binh của họ. Mình không nghĩ điều này là chính xác. Do đó, theo mình đây chính xác hơn là phải là một đợt dụ hỏa lực nhằm làm tiền đề cho một đợt tấn công trực diện của quân đội Nga. Hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên hệ thống bản đồ để chờ đợi thêm các tin tức từ nhiều kênh tin cũng như các mapper để xác định xem suy luận của mình có là đúng hay không. Nếu như nó sai thì tất nhiên rồi mình sẽ thay đổi hệ thống bản đồ thể hiện toàn bộ tuyến phố này nằm trong quyền kiểm soát của người Nga. Nói qua một chút về khu vực phía bắc Berdychi, nơi đang là vùng xám, chúng ta nhận được vài video với toàn bộ đều là những đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga nhắm vào xe bọc thép của quân đội Ukraine, dù rằng chúng đang ẩn nấp ở bên trong một hàng cây hay bụi rậm nào đó. Càng ngày thì người Ukraine càng để mất nhiều xe bọc thép, tuy nhiên đối với những gì diễn biến trên mặt đất thì vẫn chưa có gì thay đổi. Thêm nữa chúng ta có chiếc xe tăng Abrams tiếp theo bị hỏng hóc hoặc thậm chí đã bị phá hủy sau một đợt tấn công bằng máy bay không người lái đến từ quân đội Nga. Trong video thì nó đang di chuyển về phía Berdychi. Tuy nhiên, chàng trai này lại bị đâm lén từ đằng sau lưng. Dù sao thì đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết kết cục của chiếc Abrams này là như thế nào. Di chuyển đến mặt trận Bakhmut, hầu hết những tin tức chúng ta nhận được trong ngày hôm nay đều đến từ khu vực phía đông Chasivya. Đầu tiên, nhiều kênh tin khác nhau trong đó có cả những quân nhân và sĩ quan trên chiến trường tham gia trực tiếp vào chiến dịch này
thông báo rằng quân đội Nga hiện giờ đã chiếm đóng hàng cây cuối cùng dẫn về khu dân cư phía đông, hay nói cách khác là họ mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này. Tức là hiện giờ thì quân Ukraine đã không còn bất kỳ hàng rào phòng thủ tự nhiên nào nữa, mà quân đội Nga chỉ còn cách khu dân cư đúng một khu vực cánh đồng nhỏ này mà thôi. Tuy nhiên mình khá chắc là họ sẽ không đánh trực diện như thế này. Vì theo như các thông tin chúng ta thu thập được, do không kịp chuẩn bị các công sự cũng như là các tuyến phòng thủ ở khu vực đường sắt cũng như các khu vực ở cánh rừng, nên quân đội Ukraine đã quyết định bố trí hàng loạt các bãi mìn ở khắp nơi. Thậm chí ta có thể nói là từng cm đất ở khu vực này đến giờ đều đã bị người Ukraine gài mìn. Tóm lại, toàn bộ cánh rừng ở phía trên này, toàn bộ cánh rừng ở phía dưới này cũng như toàn bộ khu vực cánh đồng nằm ở ngay trước khu dân cư hiện tại đều đã được quân đội Ukraine bố trí mìn. Do đó, quân đội Nga đang buộc phải tiến công một cách cực kỳ chậm rãi và an toàn để tránh thiệt hại về người. Cũng theo như các nguồn tin thì sở chỉ huy Nga đang cố gắng tìm ra một giải pháp mới để lực lượng của họ có thể tiến vào khu dân cư. Vấn đề là như thế này, đối với khu vực cánh đồng, dù ít hay nhiều thì những quả mìn cũng sẽ dễ dàng bị nhìn thấy hơn. Và từ đó quân đội Nga có thể vẽ ra một tấm bản đồ để xác định vị trí của chúng, rồi sau đó sử dụng xe phá mìn để dọn dẹp chẳng hạn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là bên trong khu dân cư lại có quá nhiều các tòa nhà cao tầng. Do đó quân đội Ukraine hoàn toàn có thể tận dụng chúng để dội hỏa lực vào phạm vi trước mắt họ một cách rất dễ dàng. Đối với hàng cánh rừng ở hai bên thì người Nga có thể sẽ ẩn nấp dễ dàng hơn một chút. Nhưng lại phát sinh một vấn đề khác là việc họ phát hiện những quả mìn ở đây chắc chắn là còn khó hơn lên trời. Không những thế, quân binh Nga còn phải nhìn dưới chân để xem mình có dẫm vào mìn hay không. Vừa phải nhìn lên trên để phòng và cũng vừa phải nhìn đằng trước để xem liệu có bị quân đội Ukraine mai phục. Tổng kết lại, quân đội Nga đang hơi gặp khó khăn một chút ở khu vực này. Tuy nhiên mình nghĩ cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, vì họ trước sau gì cũng sẽ là tìm ra cách để tiến vào khu dân cư. Và lúc đó chúng ta sẽ được chứng kiến những đợt giao tranh trực diện đầu tiên của cả hai phe. Đối với Ivanovsky thì chúng ta chỉ có được một video duy nhất, nhưng nó lại khá thú vị. Quân đội Ukraine sử dụng phương pháp đặt mìn từ phía xa nhằm phá hủy cây cầu thuộc tuyến đường H-32 nối liền khu định cư này với Chasivya. Quan sát trong video, ta có thể thấy thiết bị không người lái này đã di chuyển, sau đó rơi xuống một cái lỗ nhỏ. Một vụ nổ lớn xảy ra và khả năng cao là cây cầu này cũng đã bị phá hủy. Trường hợp này khá giống với Novomikhailivka. Dù chỉ là một cây cầu nhỏ nhưng nó lại có thể dẫn đến một hậu quả lớn. Cụ thể ở đây là khiến cho toàn bộ kế hoạch tấn công của quân đội Nga sụp đổ. Giờ thì người Nga sẽ cần phải tìm cách để tiếp tục di chuyển về phía Tây thông qua cánh rừng này chẳng hạn. Tuy nhiên khả năng cao là cánh rừng này cũng được quân đội Ukraine cài cắm rất nhiều các bẫy mìn. Tóm gọn lại, tính đến lúc này thì quân đội Nga sẽ cần tính toán rất nhiều thứ lên một chiến lược tấn công mới trước khi bắt đầu di chuyển. Di chuyển đến mặt trận Siversk, trong hôm nay thì chúng ta không nhận được video gì mới ở mặt trận phía Nam, mà chỉ là có thông tin đến từ một vài các kênh tin trên chiến trường cho biết quân đội Nga hiện vẫn đang cố gắng tiến sâu vào và đã chiếm được một vài địa điểm cũng như cao điểm nhất định. Tin tức gần nhất mà chúng ta có là trong bản cập nhật ngày hôm qua, khi các cuộc giao tranh đang diễn ra tập trung ở nhà ga này thuộc tuyến đường sắt dẫn về VMK. Những tin tức quan trọng nhất ở mặt trận này đến từ Bilohorivka. Dựa theo các thông tin mà chúng ta có, quân đội Nga nhờ vào kết quả của một đợt đẩy đã thành công xuyên thủng phòng tuyến quân đội Ukraine ở đây, và vị trí xa nhất của chúng ta ghi nhận được của người Nga là ở đây, khi một chiếc xe tăng của họ đã bị phá hủy. Đây không phải là một đợt tấn công lớn, mà quân đội Ukraine chắc chắn cũng sẽ không đưa lên thêm bất kỳ video nào để giúp cho chúng ta hiểu xem người Nga có thành công tiến vào cánh rừng ở đây hay chưa. Cánh rừng này được phụ trách bởi lữ đoàn cơ giới hóa số 54 của quân đội Ukraine. Nếu như quân đội Nga kiểm soát được nó, củng cố vị trí của họ và thành công chống trả lại các đợt phản công của quân đội Ukraine, thì chắc chắn người Ukraine sẽ phản công từ nhiều hướng khác nhau, thì họ sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây để chiếm nốt phần còn lại của toàn bộ khu rừng. Và trong trường hợp toàn bộ khu rừng này nằm trong tay người Nga thì đó sẽ là dấu chấm hết của Bilohorivka. Tại sao lại như vậy? Vì thứ nhất, khu rừng này là một trận địa cực kỳ kiên cố, nó thuộc về phe nào thì cũng sẽ đem lại cho phe đó những lợi thế rất lớn. Thứ hai là nếu như đã kiểm soát được khu rừng này thì việc quân đội Nga tiếp tục quét sâu hơn để chiếm được khu rừng tiếp theo ở đây là điều hoàn toàn khả thi. Và nếu như cả khu rừng này cũng thuộc về người Nga thì Bilohorivka sẽ bị nhét vào bên trong một cái nồi hầm. Những gì mình vừa vạch ra khả năng cao cũng là những gì mà quân đội Nga thực sự đang toàn tính. Từ Zhutolarivka đi một vòng đến Hirorivka, thậm chí là không cần, dừng ở khu rừng này là đủ, vì đã đủ để đưa Bilohorivka vào thế bị bao vây, cắt đứt khu định cư này với đại lục. Lúc đó thì lữ đoàn không phận số 81 trấn thủ khu định cư này chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục ở bên trong cái nồi hầm để dần dần bị ninh nhừ, hoặc là bỏ chạy để giữ lấy mạng sống của họ.
hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến trong thời gian tới. Không có tin tức gì mới ở tiền tuyến Kubian, mình sẽ xin nhắc lại cho bạn nhớ rằng trong hôm nay chúng ta có tin tức về cuộc di cư khỏi Kharkov. Rất nhiều phương tiện đang cố gắng rời khỏi thành phố này. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy khả năng về một cuộc chiến dịch mới của quân đội Nga. Một video nữa cho ta thấy hàng loạt xe bọc thép của quân đội Nga đang được đưa ra tiền tuyến. Những video như thế này cho chúng ta cảm giác rằng tài nguyên của người Nga thực sự là vô hạn. Mình cũng tin là như vậy. Chúng ta đang bước vào giai đoạn thú vị nhất của chiến dịch quân sự đặc biệt và khả năng cao cũng là giai đoạn cuối cùng. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.